cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gái gú, em không biết phá phách. Trời bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Người ta bảo là sống nhà lương xứ nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lông bạc bè hay chọc á. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Vân? Thiệt. Không phải là lông lá rồi Vân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Ở trong tươi, trong trắng, trong lỏng rồi. Tội lắm, em một lần xé là nát da nát thịt. Nhưng chỉ có điều con không có đẹp thì sao? Dạ, tốt đổ hơn tốt nước sơn đi. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Một khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Xuống hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả thì chơi trong răng giả luôn. Dạ, ok. Bây giờ thì nhà trai nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng ạ. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, bạn trai bên kia. Em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá, dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm ạ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết tó phách. Trời ơi, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời ơi, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Còn buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận á chị Hồng Vân. Biệt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốn. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp với nên là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Anh có nói là anh không hấp phúc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ mà anh có thể tắn một tí thì trời, dễ ưa nhìn á, ngoại hình ưa nhìn. Trời ơi, chị nghĩ là dạ. Em dạ, đó cái làn da nâu nhanh Linh là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương xứ nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lông bạc bè hay chọc ấy. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Vân? Thiệt. Không phải lần lông lá rồi Vân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng rồi. Tội lắm, em một lần xé là nát da nát thịt á. Ủa em? Dạ, cái này là tự nhiên, thấy là em mới nói. Đâu có đâu, rất là đẹp Linh, Vân nói thiệt. Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống vì lương đó. À, đủ xài phải không? À. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi coi bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó. Không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy cái mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có tìm... giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Nú. Dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây, mặt sáng hơn, chín chắn hơn.
Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Vô trong răng giả luôn. Dạ ok. Thôi chứ người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô, chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm mà thấy bên trai là đàn chàng trai rất là tuấn tú khôi ngao. Dạ. Dạ. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau. Đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương đó. Không, em gái này có cái răng khỉnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt. Rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Đó. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À, có. Món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi, cảm ơn em. Trời. Tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những chị em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn thấy anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông anh em một chút nên nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời anh duyên dáng quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì đi làm kỷ niệm đi. Đã chuẩn bị sẵn cái đờn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Lần sau rồi em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá. Và lòng mình băng giá. Thôi được rồi. Yeah. Trời ơi, đáng lý thì ta phải cho hát được cái tới cái câu Người Về Đây Với Anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này người ta là chung một nhà. Người ta ước mơ như vậy thì ổng nó còn có một cái lá. Lên. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn cũng chờ luôn. Đó. Không? Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi thì cái
khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đứng đây. Nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thật sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Trời ơi, nói cảm xúc liền chứ, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm em, xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu hiện nhiều cái nữa. Nên là em tạm thời em chưa dám đeo. Em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Dạ. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được chiếu theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau và kết nối cho hai cặp đôi. Có thể rằng họ sẽ đến với nhau và có thể gửi thiệp hồng đến cho chúng tôi. Chúng tôi mong là như vậy. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Cảm ơn. Bạn Nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Cái tính như vậy thì tốt chứ gì. Trời ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em rồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Hà Thu Thảo chị. Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi. Và em đang sale chị, sale bảo hiểm. À, mời bạn trai. Mình tên là Phan Lý Đại Hải. Mình là quản lý nhà hàng, năm nay mình 29 tuổi. Phan Lý Đại Hải hả? Dạ. Tên nghe kêu quá nha. Quê ở đâu Hải? Quê em ở thành phố luôn ạ. Ưu điểm là gì nè? Ưu điểm của Hải thì giao tiếp tốt, hát tốt, nhảy được. Wow. Ông ấy hát bài nhảy một đoạn đi em. Hát thì em có thể hát được liền bây giờ. Nhưng rồi, mà nhảy thì chắc để dành riêng cho bạn nữ thôi. Chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha. Nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt nhưng thấy còn cái tốt nữa. Bạn ăn tốt bạn không nói nữa. Làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy? Ủa mập lắm hả? Không có mập, vừa vừa thôi, tròn chút xíu thôi. Không mấy giờ hát đi, cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao. Hát đi. You're too good to be true. Can't take my eye off you. I long a last love, alright. Thank God I'm alive. Ủa, sao vậy? Ủa vậy thôi hả? Thôi được rồi, được rồi. Nãy giờ em nghe giọng anh Hải hát, em cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm. Ấm hả? Dạ. Thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì. Em có biết nhảy không? Dance box không? Em không biết dance box chị. Nhưng mà em nhảy được cái khác. Em nhảy cái gì được? Em nhảy sexy dance. Sexy dance. Wow, nhảy sexy dance nha. Ờ, em nhảy thế rồi, hiện đại. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là tự tin. Thích
năng động, thích xem đá banh nữa, cũng biết nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Những cái mặt còn hạn chế của mình. Dạ em thì hơi nóng tính, với lại cũng khó tính nữa. Với lại là cũng hung dữ. Hung dữ? Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Dữ xong sợ, xong sợ. Cái tính như vậy thì tốt chứ gì. Trời ơi, ông nghe hung cái ông tốt liền à. Hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á. Bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn? Bạn chỉ là một người năng động, có tính cách nó hơi hướng ngoại một tí. Vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi. Dạ hợp, em rất là năng động. Có cái hình mẫu lý tưởng gì không Hải? Trước giờ em chỉ thích có một người, đó là Celine Dion. Thì một người rất là tự lập, gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết. Thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau. Chiều cao, cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok. Vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó. Cái mẫu người lý tưởng của em sao? Tại vì em cũng cao khiêm tốn nên muốn bạn trai cao tầm 1m7 được rồi chị. Bên kia thì chị không biết có 1m7 không mà chị đoán có vẻ hơi mập đó. Đừng có ốm quá cũng đừng có mập quá. Không, thí dụ dư dư một chút. Đừng bụng phệ quá được chị. À, bên đó có bụng phệ không? Cái này chút kiểm tra mới biết. Rồi vậy chắc có rồi quá. Giờ chưa dám nói. Rồi, còn gì nữa không em? Đừng đậu hói chị. Hả? Còn gì nữa không em? Dạ vậy được rồi chị. Có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không? Dạ có chị. Lăng nhăng, gia trưởng quá là em không thích. À, để dạ. Chị qua chị hỏi dạ. Thử ha. Không cũng được, không đến nổi. Hơi hơi ấy. Hóp cái gì ông ơi, tôi mới để tay vô vậy không hóp vô. Gì? Dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh. Mặt trai à, đẹp trai à. Được, được. Đẹp trai phong độ, chắc khỏe chứ bộ. Thôi, ba phân cũng du di được, không đến nổi ha. Có gia trưởng không? À, nhà thì có em với mẹ thôi, nên cũng không có gia trưởng. Có lăng nhăng không? À, thường thì không. Không. Thường thì không. Thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ, ông trả lời vậy là trớt quớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa gái giọng nhẽo dễ thương mà. Giọng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi tôi không có đồng ý. Tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm. Dù người ta có mạnh mẽ năng động cỡ nào, nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng em vô nhà đi anh. Trời ơi cái này giọng nhẽo cái gì mà. Cái này chảy nước luôn á chị hai. Vừa vừa thôi chứ. Anh ơi, lấy giùm em cái ly nước đi, cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì? Thì vậy đi. Mệt quá. À nói chung thì nói chung thì rất được. À cũng du di được. Để qua coi đàn gái sao cũng hơi hấp sách bên đây dữ vậy. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Nói chung đàn trai rất phong độ, đẹp trai, nụ cười duyên dáng, quản lý, không có lăng nhăng. Có à, cái đó anh nói à nha. Không có thời gian, có thời gian thì có chút chút. À. Nó đàn ông bụng bự thì sang. Dạ. Nó sang mà ôm rồi rồi. Giống anh Quyền Linh cũng bụng bự luôn á. Anh cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy. Dạ. Anh thấy ổn đó ha. Dạ. Ổn rồi. Hôm nay mình đi có ai đi theo? Có chị Tường giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ. Thấy tình hình anh bên đây được không? Với cá tính năng động, tự lập, một số yếu tố thì tương đối rồi đó. Vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như chiều cao, yêu cầu 1m70, 1m67 thì có thể du di được không ạ? Hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho cả hai bạn cảm nhận được cái cách nói ấm áp nè, hài hước, có thể là du di được đó em. Đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao. Thảo là một bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động. Lát nữa xem mặt thì hai bạn sẽ có cái phản xạ tốt với nhau. Dạ. Hay quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp đi. Thôi, mình đi với ai Hải? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Đồng nghiệp sao người bự, người nhỏ chút xíu. Thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok. Thứ hai thì tính cách của Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút. Bạn nữ nóng tính này thì có thể ghìm lại tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý. Vấn đề quan trọng là hai người cảm gặp xúc nhau của thôi. Ha. Các bạn lên đi. Cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau. Cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu. Dạ em chào anh.
Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Mày chắc sáng bưng cái bình bông ở nhà đi quá. Gì khoanh tay vậy? Lần đầu gặp chị nó hơi bối rối. Nhảy đi. Mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa. Có thật gì anh chị biết nhảy theo kiểu dance box thôi, cha cha cha, hoặc là những điệu nhảy nhỏ như nhẹ như rumba thì ok. Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được nha anh. Được luôn á. Rồi. Ok, cho anh mời. Quay hả? Quay nữa không? Té 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 té. Màn giao lưu xuất sắc. Chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau. Em nghĩ sao về anh? Dạ em thấy anh ok. Anh thấy sao về em? Em rất là tự tin khi nhảy sân khấu. Dạ. Anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? À, dĩ nhiên chứ, người ông gia đình chứ. Dạ. À, chỉ cũng... làm về nhà thôi. Anh có thể phụ vợ này nọ đúng không anh? À, anh nấu ăn được thì những bữa ăn anh hay chuẩn bị được. Dạ. Những ngày nào em mệt thì anh có thể nấu ăn được. Coi cái bụng ảnh kìa đó, rớt rớt cái bụng ra kìa, hấp vô. Làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm người ta hoài. Bụng một chút xíu à, chưa đâu. Một hai đứa nữa đi thấy bụng nè. Bỏ nói với em á, là em cưới sớm rồi làm 2-3 chồng á. Có nói là tuổi nào hạp đồ gì? Tuổi tầm 27-28 có chồng mới tốt. Rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu? Sinh năm 88. Hải sinh năm nhiêu? Dạ 88. Ờ vậy được cưới luôn đi cưng. Thường thì em không tin vào bói toán lắm. Người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì 2-3 chồng là chuyện hiển nhiên. Không, anh này nặng ký lắm, anh sẽ giữ nổi em đó. Hẹn hò đi, mình tính cái hẹn hò đầu tiên đi để mình... Hôm nay em có thời gian rảnh không? Dạ có anh. À, trưa nay anh mời em ăn trưa được không? Dạ được. Mình phải làm bộ từ chối đi cưng, xong mình nhận lời như vậy. Lấy nhau về ai quản lý tài chính? À, cái đó thì hơi khó. Rồi đó, khó rồi kìa, hỏi đi. Có thể anh tạo tài khoản, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh. Dạ. Cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn, cô chịu rồi, cỡ nào cô cũng dạ. Công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á, thì anh có chấp nhận được không? À, hai người tin tưởng với nhau là ok. Vì anh làm mình dễ ta, khó mình khó ta. Nhưng cẩn thận nha, ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó. Được, hết thời gian. Chúng ta cảm nhận đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có thổn thức rung động gì hay chưa. Nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy? Thôi đếm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời anh. Trời ơi lẹ quá vậy, tôi chưa nắm tay nắm luôn. Tôi chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh. Vậy là phạm quy đó. À, chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt khơm miệng thảo dược Relax. Quà thì cầm cái tay nhau, cho bạn tay gái nhau. Được đấy, hùng gái lấy hình. Bạn gái thấy sao? Điện chạy. Điện chạy, vậy là được rồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em làm ở đâu? Em làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình giới thiệu cho mình kia nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam và khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi. Vâng. Nguyên hệ thống cắt tóc luôn? Dạ vâng ạ. 10 năm rồi? Dạ vâng. Giỏi nha. Mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em, em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng, luôn tìm tòi sự mới mẻ và mình làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn ấy. Còn về nhược điểm thì em khá là tập trung trong công việc, tức là một khi trong một cái ngày làm việc thì gần như em sẽ ít nhắn tin cho những cái mối quan hệ riêng. Và khi làm việc thì em sẽ làm cho xong thì em mới để ý những chuyện khác. Tức là em tập trung cao độ vào cái việc mình đang ưu làm. Ưu tiên, em nhiều khi có thể bị phân tâm nhưng em sẽ ưu tiên cho nó trước. Và khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Đó là cái nhược điểm đó đúng không? Vâng. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì?
Em có một cái ưu điểm nó đặc biệt hơn cả mọi người, nó là một cái sở trường từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất đặc biệt là em viết kịch bản game show. Và có một cái kịch bản game show của em rất là hot, và cái thời điểm đấy thì mình hãy còn ít tuổi quá, kinh nghiệm về truyền hình hoặc là luật pháp thì mình không có biết nhiều. Nên là cái kịch bản của mình đưa nhiều các công ty truyền thông quá, và cái chương trình của mình nó bị ăn cắp bản quyền. Và cái đấy là cái điểm mà cũng là một bài học cho em rất là nhiều trong cuộc sống. Từ viết game show từ những năm trước rồi ha? Dạ vâng, cách đây phải đến 14-15 năm về trước. Đó là ưu điểm là thiên về nghệ thuật rồi đó. Đó là ưu điểm của em là tham gia nghệ thuật nè, viết nghệ thuật từ rất sớm nè. Những người làm nghệ thuật thì rất là nhạy cảm, rất là năng động ha, cũng đầy những cái sáng tạo. Rồi em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng có. Thí dụ? Tại vì là ví dụ như là người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai hơi gia trưởng, hoặc là có những người gia trưởng quá thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Có nghĩa người ta nghĩ kỹ tính là gia trưởng. Đấy, ví dụ như là em cần cái gì cũng trong nhà cũng gọn gàng sạch sẽ. Và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Em có mấy mối tình rồi em trai? Em là tình trường có 3 mối tình chính thức, còn những cái mối tình kia thì nó là thoáng qua thì không có. 3 mối tình chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm, mối tình thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng ạ. Sau những mối tình đó thì mình thấy mình thiếu sót gì trong những cái lần chia tay đó, mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán. Không quyết đoán. Vâng. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Thì không vậy. Trời ơi. Lý do là em tập trung vào công việc, và trước đây em còn đi dạy nữa. Em là gia sư toán cho các bạn học sinh suốt 10 năm. Nhưng mà lúc em nửa năm trở lại đây thì em cũng quyết định là em bỏ không làm nữa để dành thời gian cho mình thoải mái hơn. Và thời gian rảnh thì em thích đi du lịch bụi. Và thực sự là có những lúc em chỉ muốn mình đi một mình để mình tự trải nghiệm cho sâu á. Và em không có nhu cầu có bạn trai. Lý do tiếp theo là em có một số cái quan điểm về tình yêu nó hạn chế cái điều đó. Cũng em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy. Và cũng có cũng khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là em khi mà yêu nhau á, em rất là sợ cái người, một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Mà chị hỏi nè, em nói em không có nhu cầu có bạn trai. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi. Vâng. Nghe, em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn một người bạn gái là thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế. Thứ nhất là đối nhân xử thế giữa trong gia đình, giữa chồng với cả những người nhà của gia đình chồng. Và đối nhân xử thế với xã hội. Như bạn ấy yêu cầu về em thì em thấy là những cái yêu cầu đó thì em có thể đáp ứng được. Đó là về tính cách đúng không? Vâng. Bây giờ ngoại hình thì em muốn sao? Ngoại hình thì em muốn một người phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em. Chiều cao và ngoại hình. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái. Dễ thương, xinh. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái đầu tiên mà anh Nam vừa nói thì em dư sức. Tại vì em là một người cực kỳ thân thiện và rất cởi mở. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về đầu tiên về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ. Nãy anh Nam nói như thế thì em nghĩ anh ấy ok cái này. Một người có ý chí cầu tiến, và hai cái điều còn lại như em nói đó là phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ. Và một người chân thành. Chân thành ở đây có nghĩa là nếu trong quá trình tìm hiểu nhau hay sống cùng nhau, nếu mà không yêu thương nhau nữa thì hãy chủ động nói ra. Và đừng làm một cái điều gì đằng sau khiến cho cái người nữ hay là người bạn đời của mình cảm thấy bị đau khổ hay là bị cảm thấy là bị tổn thương ấy. Nãy giờ em nói những điều đó thì em thấy chàng trai bên đây có đó. Thôi bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ ra hai bạn. Các bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là Trần Văn Sự, là cậu ruột của cháu Loan. Thì vì bố mẹ cháu ở xa không có tham dự được nên tôi hôm nay đại diện để đến cổ vũ cho cháu. Thì qua phần trình bày, trong phần giao lưu giới thiệu chia sẻ cũng như dẫn dắt của anh chị MC, thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và
Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có những cái đam mê cuộc sống rồi những cái gì đó có thể là bù đắp cho nhau hoặc là có những cái gì để hỗ trợ nhau. Thì hy vọng là các bạn có thể sau khi mở rào để xác nhận với nhau một lần nữa trước khi bấm nút để cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn. Đây mới chỉ là cái giai đoạn gọi là khởi động thôi, để còn phải tìm hiểu và dẫn dắt nhau để làm sao có thể là một nửa của nhau dẫn dắt nhau đến bờ hạnh phúc. Thì theo ý kiến của cậu ấy, nhìn nhận ấy, thì bạn Tiết Đạt là một những người đàn ông rất là chững chạc, mình rất là nhận xét như vậy, có cái sự điềm đạm trong của một người đàn ông. Tìm hiểu nhau sách lần nữa thì đó là cơ hội để làm sao mong cho hai cháu được đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Em đi với cả rất nhiều người thân, có chị con bác ruột này, có em con dì ruột. Mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và cùng toàn bộ tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như là quý vị khán giả đang có mặt trên trước màn ảnh. Em tên là Dương và em có biết anh Đạt qua câu lạc bộ sinh viên tình nguyện. Như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời của sinh viên rồi cho đến bây giờ là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo, và cũng như là có một cái sự chân thành. Về cái sự chủ động thì chị cũng biết rồi, tại vì anh làm nghệ thuật nên là rất là tự tin và rất là mối quan hệ cũng như là xã giao rất là tốt, giao tiếp rất là tốt. Đó, về cả ba cái đấy thì đều ok. Còn về chị Loan thì em có thấy là chị là một người cũng rất là cá tính, rất là có ý chí cũng như là có một cái kiến thức về xã hội cũng như là trong mọi mặt rất là tốt, rất là sâu. Và em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt từ sớm bởi vì em đợi ngày này lâu lắm rồi. Nào, bây giờ ta hãy ngăn ngòi dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau. Có thể để cảm nhận tiếp, biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao? Ừ, đúng rồi. Nào, chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được không mà Đạt? Em khá là run. Không có run. Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thấy thương lắm. Ủa anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đó nha, anh khóc đấy. Trời. Wow. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng quà. Đã cao còn mang guốc cao nữa thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng, ý nghĩa của nó là cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ, nó có gai nhưng nó có hoa. Và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Okay. Em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Anh cảm ơn. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em thì trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Thì sau đó em vào đây làm việc 3 năm, từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng và định hướng của em sẽ là ở Sài Gòn. Anh có cái công việc của anh á, ở Hà Nội thì anh có thể chia sẻ một chút được với anh. Em đang muốn hỏi anh là nếu mà anh chuyển công tác vào Sài Gòn thì điều đó có trở ngại gì cho anh không? Thực ra thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Anh vào trong Nam này thì bạn bè khi mà đi vui chơi các thứ này kia thì thấy vui thôi. Chứ còn để mà cuộc sống, anh muốn là cuộc sống ở ngoài Hà Nội. Tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi. Và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình. Và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn. Ở trong Nam anh thấy cuộc sống nó nhanh hơn. Ngay cả em đi đường em cảm giác là xe cộ ở trong Nam người ta cũng đi rất là nhanh. Và ở ngoài Hà Nội thì người ta đi từ tốn hơn. Em có cảm nhận được điều anh nói vì em cũng rất yêu Hà Nội. Em cũng yêu Sài Gòn. Và em biết là những người ở miền Bắc, ví dụ anh ở Hà Nam thì
chắc là anh vẫn có bố mẹ và gia đình ở ngoài Bắc đúng không anh? Đúng rồi. Nên có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia đúng không ạ? Anh thì bố mẹ sinh 4 người con, anh là út. Chị gái anh thì ở bên châu Âu, một anh nữa ngoài Hà Nội và một anh nữa thì ở trong Sài Gòn này rồi. Và các anh chị thì đều lập gia đình và đều phải có cái trách nhiệm với cả gia đình nhỏ của mình. Và anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ, đấy. Vâng. Dạ, em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Gia đình em có hai người, em là đầu và em trai kém 3 tuổi đã lập gia đình. Thì hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội cùng với bố mẹ ở đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An á. Thì em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Lý do là thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm về công việc, thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Cũng như là cái tính cách của em á. Tính cách của em khi em trở về Hà Nội làm việc thì có rất nhiều người nhận xét là tại sao Loan có thể nói với khách hàng như thế, tại sao em lại chia sẻ những điều như thế. Và có nhiều người còn nói là trông em khá là Tây, thì thực sự là tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về mặt suy nghĩ muốn là làm hoặc là sẽ không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Thì em cảm thấy mình, em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn đó, từng ngày, những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về Đà Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội? Vâng, bố mẹ đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An. Quê em... Quỳnh Lưu là quê của Công Vinh ấy. Dạ đúng rồi. Tại vì là Khánh Chi em Công Vinh là học dưới anh 3 lớp. Vâng, Đại học Văn hóa Hà Nội. Đúng rồi, dạ. Ở học Đại học Văn hóa Hà Nội. Em có biết gì về Hà Nam không? Em biết. Quê hương của Nam Cao. Có món cá chấm kho tộ rất là ngon. Chuối ngự làng Vũ Đại. Vâng. Và cá kho cũng là làng Vũ Đại. Đấy là những món mà tiền vua ngày xưa. Nhà anh thì không có gần chỗ đó, nhưng nhà anh thì bây giờ là đang gần một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới. Dạ. Đấy, thì hy vọng là nếu mà có bấm nút thì anh sẽ mời em về quê anh để chiêm ngưỡng một cái ngôi chùa nó rất là đẹp, và cảnh quan thiên nhiên ở quê anh rất là đẹp. Quê anh thì nó là vùng bán sơn địa, có nghĩa là một nửa là đồng bằng và một nửa là núi. Nên cũng không phải là xuất thân từ một cái gia đình nó giàu có hay vùng quê nó giàu có gì cả. Đấy. Yeah, em có đi qua Hà Nam. Em ấn tượng vì cái phong cảnh vùng quê Bắc Bộ ấy, nó rất trữ tình, nhất là những buổi chiều mà có khói tỏa ra từ những ngôi nhà thì em rất thích. Thôi mình bỏ qua cái đoạn tả cảnh đó nha. Mình vô chuyện quan niệm về hôn nhân gia đình của hai bạn đi. Anh hỏi trước đi. Có nghĩa là em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Yeah. Có phải là em có khóa khó tính không? Không. Như thế này, khi những người mà người ta thích em á, cái em quan trọng đầu tiên đấy là cái sự chưa về cái tư duy bản lĩnh của một người đàn ông á, có nghĩa là ở đây không phải là về tài chính hay kinh tế gì cả. Một người đàn ông mà họ luôn luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu thì em cảm thấy là họ thu hút em rất nhiều hơn so với một người có thể là họ học lên thạc sĩ, tiến sĩ và họ thích một công việc nó đều đặn như vậy. Thì cái người đó không gây được cái sự thu hút đối với em. Trong cái công việc em á, em thì làm phụ trách về kinh doanh thì em gặp những cái người như thế rất là nhiều. Nhưng hai cái sau họ không có. Cái đặc biệt đó là cái sự chân thành thì không có một ai có cả. Và những người thích em thì cái số một của họ ấy, cái bản lĩnh của đàn ông chưa cảm thấy em cảm thấy thực sự bị thu hút. Em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả. Nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Thì vậy thôi, tức là giá trị về tinh thần. Như em, anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội. Bây giờ nấy có cả tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Bây giờ nấy chưa kể đấy. Anh có cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy.
Và một người đàn ông mà có cái, vì em tiếp xúc với môi trường kinh doanh nhiều nên cái sự khô khan nó có. Và em nếu mà sống cạnh một cái người mà có một cái suy nghĩ hay là cảm nhận về nghệ thuật đó, thì em rất là thích. Em bản thân em cũng có cảm nhận được một chút về cái đẹp. Ví dụ như em nghe một bản nhạc hay là nhìn một bức tranh, em biết được nó đẹp, nó hay ở đâu. Thì cái mà anh có, em nghĩ là anh là cái người có thể là làm cho cuộc sống của em màu sắc hơn. Anh có quan điểm gì về tình yêu hôn nhân gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy, thì anh nghĩ sao? Anh nghĩ vấn đề đó như thế nào? Anh nghe em nói là em chưa có mối tình nào cả. Là anh thấy là cái quan niệm của em nó khó khăn về tình yêu. Nên là việc mà em hỏi là việc sống thử chắc chắn là chắc là em không bao giờ làm điều đó. Nhưng anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em cứ hiểu, ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là cô này là không có chính chuyên, mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ phụ huynh tất cả mọi người đều mừng, đón về cái là được trâu lẫn nghe luôn đấy. Là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi đấy. Nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Vì hiện tại anh đang ở Hà Nội còn em ở Sài Gòn, thì anh sắp xếp kế hoạch để chúng ta hẹn hò như thế nào? Em thì không ngại ra Hà Nội vì gia đình em ở ngoài đó. Còn em, anh thì sao? Em không ngại việc ra Hà Nội thì anh cũng chả ngại việc vào trong Nam. Tại vì thực tế ở trong Nam thì em nhìn thấy họ hàng nhà anh rồi là bạn bè giới văn nghệ sĩ. Anh vào trong đây là ở nhà ca sĩ Châu Khải Phong mà. Anh ấy đưa chìa khóa, anh ấy đi biểu diễn show, anh để chìa khóa cho anh để ở nhà và để tham gia chương trình. Anh bảo là đấy là tại vì là cái chương trình báo gấp quá nên anh không có hủy được các show của anh đi diễn ở ngoài Bắc. Còn nếu mà không có bận như vậy thì là anh ấy đã đến cổ vũ cho anh rồi. Hôm nay gia đình anh đến đây rất là đông, thì không biết là chắc là mọi người cũng ở ngoài Bắc vào nhiều. Thế em cảm thấy rất cảm ơn gia đình của anh Đạt vì sự có mặt hôm nay. Em con gì, anh có một bạn là cùng đồng hương với em luôn. Người Nghệ An luôn. Và Cường nói là con gái Nghệ An rất tuyệt vời. Anh có sức nghề với em không hả? Đúng rồi, có một bài hát như vậy đó. Đúng rồi, anh thấy thế này nè, hai bạn rất là hiện đại. Ở hai bạn á, có một cái điểm chung là gì? Dễ hiểu nhau và dễ trao đổi với nhau về tất cả mọi thứ. Đây cũng là một chàng trai rất là bản lĩnh ha. Và em cũng là một cô gái cá tính. Chàng trai này có thể hóa giải cái cá tính đó để có thể kết nối lại hai cái trái tim mà đã lâu lắm rồi họ chưa gặp lại nhau. Bây giờ thế này, em trai, thời gian không có nhiều đâu. Em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái về tình yêu nha, không nói chuyện làm ăn, không nói chuyện về xã hội nữa. Nào, mời em. Ok, em hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. Anh thì học về quản lý văn hóa nghệ thuật nhưng không học về chuyên ngành thanh nhạc. Anh học quay phim chụp ảnh nên là để mà hát thì sẽ là không hay, nhưng anh nghĩ là trong cái bài hát và lời bài hát đấy thì chứa chan rất là nhiều tình cảm của anh. Thì anh cứ mạo muội hát cho em nghe, rồi không có hay thì đừng có chê anh. Đây, bài hát là tìm em qua câu dân ca. Anh về tìm cho em dừng rồi, một chút được không? Không, tại vì em đang quên lời. Bài này của Hà Nam. Vâng, bài về Hà Nam nên cho em xin điện thoại tìm search cái câu đầu tiên. Anh nói lại câu đó em, thì em có thể cấp ứng cho anh được. Anh trong người em, trong ban tổ chức cho em xin cái đoạn. Chị không biết bài này chứ không là chị mấm mồi. Dạ. Chị không biết bài này. Chị không biết ạ. Chị không biết thuộc không thuộc bài này. Vâng. Tìm em qua con đường. Không, tìm em qua câu dân ca. Câu hát. Bài hát tên là tìm em qua câu dân ca. Đấy, cho anh xem chút. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại. Bằng ba đứng chờ à? Đúng không chị? Chị không thuộc bài này. À. Rồi. Anh cứ bình tĩnh đi. Nè. Bình tĩnh đi nào. Ok. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần.
câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, Phú Lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương, để nhớ, để đợi, để chờ. Về bên Phù Vân đi trên con đường mới, tìm câu dân ca. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca lao lòng. Anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cao, em qua cầu Hồng Phú, Phú Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, châu lay châu tính châu tình. Anh còn son, em cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Vẫn nắm tay, vẫn nắm tay như thế. Bạn nữ hát đáp lại như nào? Về Quỳnh Lưu cùng em gì đó, về cùng em gì đấy. Sứ Nghệ như nhỉ? Em không hát được nhạc Nghệ An đâu. Em hát bài Con đường hạnh phúc của Thùy Chi ha, em hát một đoạn ngắn thôi. Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua, và em sẽ chờ, và em sẽ đợi, dù cho gió mưa răng kín khiến anh không tìm được thấy đường em, và để em lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em. Giờ em đã biết con đường đó chính là anh. Trời ơi. Được rồi. Rồi, cô nắm tay ấy, em trai nắm tay đi. Hai người vẫn nhìn nhau. Vẫn nhìn nhau. Nào, hãy nói lên tất cả những suy nghĩ từ đáy lòng của mình với đối người đối diện đi. Qua cái nắm tay thì em cảm nhận điều gì? Em thấy anh đang rất run. Tay anh rất là ấm. Yeah. Tại vì là mọi người thường nói là những người tay ấm thì rất là tình cảm. Yeah. Anh nghĩ là qua cái nắm tay thì em sẽ cảm nhận một chút về cái tình cảm của anh. Yeah. Em thấy trông anh rất là khôi ngô tuấn tú, gương mặt rất là hiền lành, và đôi mắt, ánh nhìn của anh nó toát ra cái sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Yeah. Tuyệt vời. Và trông anh cũng rất là duyên nữa. Và rất là trẻ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Yeah. Nếu cô gái không mang giày gót cao thì có thể chúng ta hợp lý đấy. Em là người rất thích đi giày cao gót. Tôi mốt đi với bạn trai đi giày sạch sẹp chút xíu. Ok, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm và chuẩn bị tinh thần. Nói lên trái tim, lời nói trái tim của mình. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Nếu cảm giác không phải, không cần bấm, hãy nhường cơ hội đó cho người khác. Chúng ta đang đối diện với người thân, gia đình và hàng triệu khán giả. Hãy làm đúng những cái gì mà trái tim mình mách bảo các bạn nhé. Bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Em nhờ một chút rồi, em hỏi một câu nữa được không? Hỏi một câu đi em. Hỏi đi. Em nói là em sẽ có theo chồng ra ngoài Hà Nội không, hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn, em sẽ ở lại đây. Câu trả lời của em là em sẽ ở lại Sài Gòn. Ok em. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Hết thời gian. Không bấm. Cả hai không bấm. Các bạn thật là cá tính. Một cô gái cá tính, một chàng trai cũng cá tính. Em có thể, chúng ta có thể là những người bạn. Yeah. Thật sự chỉ vì lý do địa lý thôi. Em muốn chia sẻ một chút là cái việc mà thay đổi môi trường địa lý để ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp nó rất rất lớn. Em là người đã trải qua điều đó 2 lần. Và khi công việc mọi thứ bị xáo trộn thì cái đời sống, tình cảm, những cái kế hoạch khác nó đều bị chi phối rất nhiều. Cho em nhận xét về anh Đạt, em không thể ngờ rằng là chương trình lại giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai và giỏi giang như thế. Thật sự em cảm thấy
rất ấn tượng với anh. Nhưng có lẽ là lý do cho hai cái chúng ta không bấm nút là vì khoảng cách địa lý. Chỉ vậy thôi. Và em chúc anh sẽ có nhiều may mắn. Anh hãy luôn yêu và hãy tự tin. Sẽ một ngày tình yêu sẽ tìm đến chúng ta. Chúng ta có thể giữ liên lạc qua Facebook hay là Zalo và nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Và khi anh vào đây công tác thì đừng ngại ngần gọi cho em. Okay. Yeah. Chúc anh thật là nhiều năng lượng và nhiều niềm tin yêu và trong cuộc sống nha. Thật tiếc nha. Anh biết nói sao? Hãy mở lòng mình ra nữa, hãy cho chúng ta một cơ hội. Anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi, có sự thăng hoa trong tình yêu rồi, đã có yêu nhau rồi thì không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống tất cả mọi thứ. Các bạn biết không, khi tình yêu đó đến, khi hạnh phúc nó tràn ngập vào trong người chúng ta không biết nơi đó là nơi nào cả. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó có chúng ta. Theo anh nghĩ, một chút cô gái hãy mở lòng chút xíu nữa. Theo anh nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa. Bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ. Và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi. Đừng cứng nhắc trong tình yêu, hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyết định các bạn. Tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì vẫn nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác. Thực sự đối với hai bạn. Bởi vì Vân biết bạn Đạt, sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi, rất là thuận lợi luôn. Còn với bạn Loan, bạn Loan ở đây cũng vậy. Khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Mà được. Bạn là tính cách của bạn là như thế. Nhưng còn mà... miền Bắc mình là phải đón ý, phải rào trước đón sau, phải kính kẻ. Đó là cho chính nên... cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được cái gì cũng thể thay đổi cả. Trên không, trái đất này nhưng, không có gì là không thể thay nhưng đổi nhưng mà cả. Vấn đề ở đây á, là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Tại vì Vân biết bạn Đạt. Bạn Đạt là người kính kẻ, người gọi là rất là nền nã ông bà mình như thế nào. Thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Tôi thấy không Loan chính xác. Rất là cởi mở. Tôi lại khác như bà muốn, tôi thấy không chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Thực ra thì salon của anh ở 38 Nguyễn Hồng thì gần Đại học Ngoại Thương, rất gần Đại học Ngoại Thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không có chuyện nữa. Và em cũng hay đi mua đồ. Không có chuyện nhau nữa. Các bạn rất hợp với nhau nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sao người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa? Tôi thích cho hai bạn lắm. Thì bây giờ các bạn còn liên lạc với nhau mà. Tôi rất sau mong này muốn hai bạn bấm nút. Bởi vì hai người này rất là thông minh. Hai người này rất là... Có thể hai các bạn sẽ tạo nên một cái điều gì đó bất ngờ trong tình yêu. Tôi mong là như thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia một câu chuyện mà chính ông Mai rất là tiếc. Và tôi vẫn mong muốn các bạn có một cái kết rất là đẹp với nhau. Tôi nghĩ là như vậy.